Hai mọi người, ngày hôm nay mình sẽ ra một cái pub ở đây. Thường là thứ bảy chủ nhật họ thường dẫn con đi ra pub chơi. Nè các bạn thấy không? Cái đi vô đây là nó giống như khu rừng vậy, mình quay cho các bạn xem. Trên đây á, là cái nhà mà mình thuê là tốn tiền á, thì trên đó nó có đầy đủ dịch vụ hết trơn, rồi mình lên trên đó ví dụ như mình tổ chức party, ăn uống, nhậu nhẹt rồi trên đó nè các bạn, xe nè đó, cái các bạn thấy cái hồ không, cái hồ rất là rộng, hồ rất là rộng đây đó, có gia đình người ta đi đó, không gia đình người ta đi ra đây chơi, con cháu rồi đến để chơi đó, rất là đông luôn mọi người đó. Có nhiều người họ mặc đồ bơi nữa, họ mặc đồ bơi họ xuống dưới đây họ tắm nữa. Nãy đó đó có hai người kìa, phụ nữ dòng đó đó. Đây mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái Phật ở đây nè, các bạn thấy đẹp không, nó giống như là cái hồ vậy đó, xong rồi cái họ trang trí. Họ làm cái chỗ để cho mình chơi, mình đi nghỉ cuối tuần nè, em bé nè. Ở dưới này á là hồ thiên nhiên, có mấy con rùa nữa mà bữa nay không thấy nó lên. Hôm bữa trước mình đi thì có mấy con rùa đó, các bạn thấy không? Ở chỗ này là cái nhà mát để ví dụ như mình có lên đó mình ăn uống, mình
bài tiệc trên đó. Bên kia đó cái nóc trắng trắng đó là cái khu cha bé chơi. Bãi tắm nè các bạn thấy không? Người Mỹ ta rất thích tắm biển đó, ta ra nè, ta có mấy cái khăn để chải như vậy nè. Nè em bé nè, nó chơi nè. Cái này là cát này nè, họ đổ để tắm biển nè. Biển nhân tạo quá mà. Mọi người thấy hai cha con ổng đi kìa. Cái thọt này rất là lớn các bạn. Các bạn đi nhiều khi cái 10 cây số luôn á. Nó đánh vòng qua bên cái khu bên kia luôn. Cái này là họ làm theo cái dài, theo dài dài ở cái hồ á, hồ để cho mình đi chơi á. Hai là có người họ câu cá nữa nè, thấy không? Câu cá phải có license nha các bạn. Mà không biết có cá không ta. Kìa, nhìn thấy con cá luôn các bạn ơi. Nhìn thấy con cá luôn. Đó, gia đình đó. Đó, ở bên đây người ta đi chơi như vậy đó các bạn. Cuối tuần người ta ra park. Ta đi vừa tập thể dục vừa chơi câu cá giải trí. Đây nè, mình cho các bạn xem nè. Ở đây là nó có một cái bảng chỉ dẫn nè các bạn. Nè, thấy không? Nó có bảng chỉ dẫn cho mình đi. Ví dụ như đi nè, nè. Đây nè, đó. Nó có những cái đường như vậy nè đó. Rất là rộng các bạn đó. Các bạn có thể đi đến cái chỗ khác luôn á. Nè. Đây là những cái đường gạch kẻ này, là những cái đường mà họ làm rồi á, là mình có thể băng qua những chỗ đó luôn. Còn những cái xanh xanh này á, là rừng, cây á, cây nhiều á, cây và nước. À, bạn nhìn thấy mát mẻ không? Bên đây thì rừng, bên đây thì sông. Đó, đó cái mình đi dài dài gì nè, nó mát lắm. Cây cối tự nhiên họ chỉ làm thêm cho nó có cái đường mình đi cho nó dễ dàng thôi, nhưng mà trong đây họ không có cho chạy xe, chỉ cho mấy đứa nít đạp xe đạp thì được, hoặc là những người ta chạy bộ á, thì thường những khu vực này dành cho những người chạy bộ cho nên người ta cấm xe vô. Đẹp không? Các bạn thấy như sao? Ở bên đây là bên Mỹ này, người ta đi chơi gì đó, thứ bảy chủ nhật vậy đó. Nhưng mà họ lại rất nai hả? Ồ nai kìa các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có nai nữa các bạn. Nó mới chạy ngang á. Mà giờ mình đi tới nó đi mất tiêu rồi. Ở trong đó đó. Này là thuộc loại rừng các bạn, cho nên nó hả, có nai, có thỏ, có sóc. Đâu rồi, nó mất tiêu rồi. Ủa nãy nó cầm cái chai nước suối theo không cầm? Chắc nó đi xuống đây nó uống nước à. Mấy người Mỹ họ cũng chỉ nè các bạn, đó, ở đây cũng là cái căn nhà nữa nè các bạn, đó thấy không? Mới đẩy thằng nó lục xuống đây. Giờ đi kìa. Phải không các bạn ơi? Lần nào đi vô đây là đi tên luôn, đi khí thế luôn á. Nãy con nhỏ dính cà rô nó sắp cái vòng vòng á. Mà ai dính cà rô hả? Bỏ nó vợt nè, nó nói vợt sớm. Nó vớt hả? Nó câu, vợt nó câu. Thôi mọi người. Lớn lắm, điền lắm, bị về không nổi đó. Cái này thì nãy mình cho các bạn xem cái bản đồ đó, rất là rộng. Đây nè, đây nó có bản đồ chỉ dẫn nữa nè. Là mình đi cái mình. Ở con nai gì không nai các bạn? Các bạn thấy nai không? Nè con nai nè. Kìa. Đó.
không, hai con luôn, chào bá luôn, nó đứng bây giờ mình kìa. Đó, nó đi vậy đó. Ba con. Đâu? Đó, một con nữa đó. Ồ, cái con đằng kia nữa, túi đằng kia luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, đi vô rừng rồi đó. Bự bự không các bạn? Đây, bự bự không? Đó, các bạn thấy không? Rồi, khuất bóng rồi. Đó, kia, kia, kia. Kia, kia. Đó, kia. Anh đứng dòm dồn kìa. Cái anh này anh cũng khoái à. That's awesome. Anh trai em nó sợ hai anh Mỹ đó. I like it. Hai ông này cũng khoái nai, chồng mình chỉ không nói đâu. Chị tặng bộ. Đó, các bạn xem nè, đó mấy ổng coi ngắm cây ngắm cỏ, nhìn trên trời nhìn dưới đất đồ, các bạn thấy không? Cái phong cách ở bên Mỹ này nó vậy đó, cho nên á khi mà mình làm vlog á, các bạn làm vlog về thiên nhiên, về cuộc sống cây cối đồ Mỹ nó khoái coi lắm. Đây nè, người ta chạy xe đạp nè, các bạn thấy không? Đó, họ chạy xe đạp đó, đó thấy không? Là mình nói các bạn đó, là ở trong đây chạy xe đạp được, dành cho người đi bộ và chỉ được chạy xe đạp thôi. Ý đó có nhà kìa anh. Ừ. Có tiền mới ở trong này. À, có nhà đó các bạn, có căn nhà đó. Thường thường là nó mua mấy nhà đó ít ở, nó để nó đi như là nghỉ hè để đi chơi rồi nó đi chơi. Ừ. Đó có cái nhà trong đó các bạn. Đi cắm trại đi ấy rồi đó. Trời, mấy nhà bỏ lâu vậy mà không? Bật thì bật chứ, không có hơi người ở ma không. Bữa nay đi tới đây là xa hơn bữa rồi. Đêm về đêm nổi bắt anh ẩm. Đây là các bạn, ở đây nó cũng có nhà nữa nè, thấy không? Có những căn nhà trong khu sâu. Có nhiều người họ thích vậy đó các bạn, họ thích sống cho nó hơi biệt lập với ở ngoài. Các bạn sốc nè, các bạn sốc nè, thấy không? Đó, sốc đó. Sốc này hơi nhỏ, ở bên đây là sốc là rất là nhiều. Các bạn đi đến đâu các bạn cũng có thể thấy sốc. Mình ở trong nhà, mình ngồi ở trong nhà, mình nhìn ra ngoài sân cũng thấy sốc luôn. Còn bên Việt Nam mình thì không thấy, chứ còn bên đây là đi ra ngoài là thấy sốc mà. À. Nè các bạn thấy cái cây không? To kìa. Cây to cố. À. Cái hồ rộng ghê. Gì vậy? Không có ra đó rồi, nó không muốn làm đau nó. Đi ra ngoài. Bơi hả? Đi theo cây hả? Đi theo đó, nó nhảy nó tắm. Ổng mà đi theo cây đó, ông gãy cái cây luôn. Có bao giờ đang đi gì gặp con trăng chà bá không? Có cây táo nè. Cây táo gì? Lá táo đó. Đó, nhà nó sang sang trong đó. Có ghế nữa nè, có ghế dành cho mình ngồi nữa nè. Nó đâu có mệt đâu, đó, nó đâu có mệt đâu, nó đi song sống luôn cả. Đó, các bạn thấy không? Thấy con trai em không? Mê lắm, được đi ra ngoài đi vậy là mê lắm. Nè, các bạn thấy người ta chạy bộ không?
ở bên đây mấy người Mỹ họ 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 ăn nhiều chất béo, cái họ cũng sợ bị bệnh, họ tập thể dục, họ giữ sức khỏe. Tại bên đây hả, họ 65-70 mới hưu, tùy theo tiểu bang. Cái tiểu bang này là 65, nữ 65, nam 70. Cho nên khi mà mình không giữ sức khỏe, tức đó mình làm không nổi đến tuổi hưu là coi như là thua. Hưu sớm thì không được tiền, tiền ít thôi. Ví dụ thay vì mình lãnh được 1.000-2.000 thì hưu sớm mình lãnh được 7.000-8. Đa tập thể dục, người ta đạp xe trong đây an toàn, không có bị xe cộ nhiều chạy vòng. Cái này người ta phải biết đường. Đường này cực lắm, đường này lái càng ngày càng đồi dốc không á. Đi. Vòng về con. Đi vòng về đi. Rồi cắt nước rồi. Vòng về. Quên rồi, bình nước nữa. Ba mày nhảy xuống xe là ba mày đi về. Đó. Bồng nữa còn em. Em đâu nhớ đâu. Nhớ là tôi lấy rồi. Phải để cái bình nước ở trên, cái khu ở trên, ghế trên. Cho nên đâu có thấy. Đây nè các bạn. Ở phía sau có người đi bộ nữa nè các bạn thấy không? Các bạn đi tới đâu các bạn thấy người đi bộ chạy bộ tới đó à. Cái mấy khu này, khu để người ta chạy bộ quá. Đi bộ thì họ chỉ đi gần gần thôi, để họ còn vòng về lấy xe. Còn những người ta chạy xe đạp thì bình thường, người ta chạy người ta đạp qua tới bên khu bên kia luôn á, xong người ta ra quốc lộ người ta đi về. Mấy người ta gành đường á. Còn tôi không gành đường, tôi đi đường nào tôi về đường đó. Cái đó chạy ra chỗ nào anh? Chạy ra tới ngoài. Làm gì lách vậy? Đá gạch vậy. Đi lẹ lên. Lẹ lên. Yeah, bye bye. Nó sợ hai ông Mỹ đó. Thấy không, hai ông Mỹ đó nãy nó nói chuyện với mình cái nó khóc. Mấy người Mỹ đây nó cũng dễ thương lắm mọi người. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, tại vì trong xã hội này nó có nhiều loại người lắm. Nhiều khi người xấu người tốt mình không có biết được đâu. Cũng phải cẩn thận, nhiều khi người ta bắt cóc hay người ta bắt hiếp dâm đủ chuyện đó. Bên Mỹ thì có nhiều lắm. Cho nên chồng mình không nói là mình đi lang bang ngoài đường nhiều khi hả, nó bắt bỏ xe cái nó hiếp dâm rồi mệt lắm mà. Thật kiểu bắt cóc. Ở Mỹ này có nhiều người ta bệnh mình không biết được đâu. Cho nên cẩn thận là hơn. Cái cây này nó ngã cái họ để vậy luôn, cho những người nào mà họ đi mệt á, họ lên đây họ ngồi luôn. Ngồi nghỉ mệt. Thật sự mệt thiệt chứ. Đi nãy giờ mới có 10 phút à. Mà mệt ra đuối ghê. Cái gia đình này đi chút xíu là ngưng. Đâu rồi, hai trẻ con sao rồi? Dạ. Không. Lâu đi theo kiểu lâu mới đi xa, có đầu đi không nổi. Vậy chứ bữa cũng đi rồi bê vậy đó mà cũng đâu cho ẩm đâu. Mát không các bạn? Cây cối các bạn thấy không? Nó làm mình đi mát rượi à. Đó, bên đây họ tận dụng cây lắm, họ không có chặt. Lúc nào họ cũng để, chỉ trừ như những cái cây mà họ sợ ngã làm thương người, bị thương người đâu thôi. Chứ còn hầu như là người ta giữ rồi hết.
cây cối mọc sao để nguyên vậy, cho nó có không khí á, chứ cho nó đừng có bị lỡ đất á. Và nó làm cho mưa rồi nó không có bị ngập lụt nhiều. Ở đây họ tận dụng và họ tiết kiệm, họ không có bao giờ chặt cây nhiều đâu. Đó các bạn thấy không, ở từ đây qua đó thay vì họ làm trống họ chặt cho nhìn nó thoáng, mà họ đâu có chặt, họ để luôn. Bên kia là cái nhà đó, họ để luôn. Rồi ví dụ như từ đây qua đây đi, các bạn xem từ đây qua đây, ở dưới đó cái bờ hồ, thay vì họ chặt cái những cái hàng cây này, họ chặt cho nó sạch sẽ rồi ở cái họ làm cái nguyên cái gì ở bên Việt Nam mình là làm bờ đê đó, làm bờ kè đó, để cho người ta chơi rồi nhìn cho thoáng rồi. Họ đâu có chặt đâu, họ để các bạn thấy không, từ đây tới đó giỏi lắm mét chứ nhiêu, mà họ cũng đâu có chặt, họ để nguyên vậy đó để cho nó mát, cho nó mát cho người ta nhiều khi ta đi tập thể dục rồi nó khỏe. Thứ hai nữa nó có oxy nhiều tốt, rồi nó bồi đất nữa, nó không bị lỡ đất. Đó là cái cách của cái người Mỹ, người ta điều hành cái đất nước của người ta đó. Các bạn thấy không, chỗ nào lỡ cho lỡ bình thường để luôn, không có bồi không gì, kêu bằng natural. Ở Mỹ này họ rất thích hai từ natural, là tự nhiên á, cái gì tự nhiên là họ thích rồi. Cây cối rồi để bình thường, còn bên Việt Nam mình là phải sạch sẽ mới chịu, phải sạch sẽ nhìn nó mới mát mắt, nó mới thích đúng không? Rồi nhưng mà theo cái sạch sẽ đó thì nó lại ảnh hưởng rất là nhiều, là nó làm cho cái môi trường của mình nó mất oxy đi, họ không có cây để quang hợp nhiều, rồi bị lỡ đất nữa. Đi từ từ thôi con, anh cứ để nó đi buông ra, anh buông ra đi. Mệt rồi, ngồi nghỉ nó chút đi. Ngồi nghỉ chút rồi con, mệt rồi. Mệt rồi ha, mệt chưa? À, lâu lâu cho đi chơi mệt quá trời ơi. Hai mọi người đi, con hai mọi người đi, hai cô chú đi. Hay vô. Ba nó xuống dưới à. Ra đi. Các bạn coi nè, nãy giờ mình đi mình thấy nhiều cây lắm, họ viết lên đây là cái tên của hai người. Ví dụ như ai yêu ai đó, ai với ai đó nè. D and K. Rồi trên đây nè. Rồi trên đây nó tên. Họ ghi nhiều á. Có cái cây bự nè. Wow, trời. Khắc dấu. Cá đâu mà. Coi chừng té, anh rì. Rồi bây giờ tới hai mẹ con em về. Về thôi mọi người ơi.